Chào Tú Ni. Chào anh ạ. À, em cao mét mấy vậy Tú Ni? Dạ 71 nhưng mà em mang cao gót nó là 1m8. Ui, cao ghê á, cao hơn anh lâu không? Không quan trọng. Tất nhiên rồi. Quan trọng phải hơi xứng với Ken á. Ờ, nếu mà em mang cao gót em cao hơn anh thì em có thể mang giày thấp. Không sao, em có cao cỡ nào anh vẫn có thể cõng em được. Anh người đấy cũng như mà. Cái gì vậy trời? Trời ơi, người thứ ba xuất hiện. Ông, thân giữ phòng. Ông Mai bữa nay sao á? Tại ứng cử viên bữa nay đẹp quá. Ờ, Mi nè, bình tĩnh nha. Bây giờ là chinh phục cái anh áo đỏ bên đây nha. Chứ mà anh áo vàng. 3 phút bắt đầu. À, em sẽ kể cho anh nghe về một câu chuyện mà em tổn thương nhất. Lúc trước là em có quen một bạn trai là nhỏ tuổi hơn em. Là cả hai là quen cỡ khoảng là 2 năm. À, quen được 1 năm thì anh ấy đi nước ngoài. Em ở nhà em đợi anh ấy cũng khoảng gần 1 năm. Rồi cuối cùng cũng chia tay. Ờ, nhỏ hơn mấy tuổi vậy cưng? Dạ nhỏ hơn 2 tuổi. Wow. Thấy chưa? À, không phải em. Không, chỉ thế là trùng hợp thôi chứ không dạ, sao. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng. Lý do vì sao mà gần 1 năm trời chờ đợi đã đời rồi người ta cho mình cài số ve vậy em? Có thể là yêu xa anh. Rồi có nhiều chuyện là không hiểu nhau, không thể nào mà gặp trực tiếp nói chuyện với nhau được. Cho nên là có nhiều cái không hiểu nhau cho nên quyết định chia tay. Mà liệu rằng người ta có người mới không vậy? Yêu xa cách em lòng. Em nghĩ là chắc không có đâu. Em thì sao? Em có phải là một người chung thủy trong tình yêu không? Tất nhiên là có rồi. Tại vì em quen bạn trai cũng lâu năm lắm. Vậy mấy người rồi? Một người bạn trai là năm em 17 tuổi, là cả hai cũng quen được khoảng 2 năm. Rồi người bạn trai này nhỏ tuổi hơn em cũng quen được khoảng 2 năm. Với một anh nữa là, nhưng mà hiện tại là tụi em chia tay rồi. Quen cũng không lâu đâu. Rồi anh trở về nước rồi cho nên là tụi em không có quen nhau nữa. Số cô này toàn yêu trai gì kiều không ha? Kỳ. Số sức ngoại nè. Thôi ráng cưng. Không đâu anh, tại vì cái đó là duyên thôi, hợp nhau thì quen thôi. Chứ em không có nghĩ là quen bạn trai Việt kiều hay là nước ngoài gì đó. Nhưng mà mấy anh kia chủ động cua em hay em cua mấy anh vậy? Cười. Họ hơi dư hương quá. Hình như là em. Thấy chưa? Vậy là có kinh nghiệm lắm hả? Được. Tại vì quen lâu năm rồi cho nên là kinh nghiệm thì em đầy mình rồi. Chắc ăn là tự tin là em sẽ có đủ. Được, chứng tỏ đi tiểu thư à. Hãy tỏ tình với bạn Ken đi. Đi mà, nói đi. Thì em không nghĩ là em sẽ chu đáo hoặc đủ hủy chuyện. Nhưng mà em có thể cố gắng hết sức để thông cảm cho anh, hiểu cho anh và che chở cho anh. Bằng cách nào bấy bè? Anh nói là anh muốn tìm người lớn tuổi hơn để hiểu chuyện hơn, trải đời nhiều hơn. Thì em nghĩ là em có thể. Em chắc ăn là em sẽ làm được. Tại vì nếu mà hợp nhau, yêu nhau thì mấy chuyện đó là chuyện bình thường rồi. Cố gắng đi nhau thôi. Ví dụ như Ken đang gặp một chuyện buồn, hay là vì một cái sự thất bại nào đó trong đầu tư về kinh doanh, về công việc, thì lúc đó em sẽ bay vô, em mắng mỏ, em trách móc, em chỉ dạy, chỉ giáo, hay chỉ đơn thuần em chỉ ôm nhẹ vào lòng và ngủ cho tới sáng mai luôn. Tất nhiên là em sẽ ôm rồi và động viên để anh ấy vui hơn, hoặc là cả hai cùng nhau đi xem phim hoặc ăn uống gì đó để thoải mái. Thì tất nhiên là tâm trạng thoải mái thì sẽ là mình sẽ tìm được hướng giải quyết tốt nhất. Rồi che chở đùm bọc, vậy lúc dẫn người ta đi ăn vậy có trả tiền cho người ta luôn không? Đó giờ em quen bạn trai thì một là chia hai, hoặc là bạn trai trả hoặc là em trả, thì cái đó là chuyện bình thường rồi. Vậy là công bằng hết. Là lúc mà em trả, lúc mà bạn trai trả, lúc mà chia 50-50. Dạ, cái đó thì bình thường thôi. Tại vì em nghĩ là nếu mà bạn trai không có tiền thì em vẫn có thể trả cho bạn trai mình được. Vẫn bình thường đối với em thôi, tại vì em đã từng làm rồi. Thế bạn nghĩ sao khi mà bạn đi một con trai nhỏ tuổi, mặt non, chẹt như đứa 2000 như mình? Bây giờ là hiện đại rồi, mấy cái chuyện đó quá bình thường rồi. Em cũng chấp nhận là em sẽ lái máy bay mà. Em sẽ lái máy bay mà. Không, em mới là cái máy bay đó cưng. Em đúng. Không có lái ai hết trơn, người ta lái em á cưng. Rồi ok, em sẽ chấp nhận là cái máy bay để anh lái. Em sẽ chấp nhận là cái máy bay để anh lái. Em sẽ chấp nhận là cái máy bay để anh lái. Em chấp nhận là máy bay để anh lái luôn. Đúng rồi. Trời ơi, ai mà nói với tôi câu này tôi bay lên tôi ngồi liền luôn á trời. Cho em hỏi một câu là mình và bạn quen nhau có những khoảnh khắc mà mình yếu đuối đến lúc mà phải rớt nước mắt ra vì công việc, vì sự nghiệp của mình, thì bạn có thích một người con trai có đôi lúc yếu đuối như vậy hay không? Thì bạn trai nhỏ tuổi đợt trước của mình cũng vậy. Đó là bình thường. À, buồn thì khóc thôi đúng không? Đúng rồi, tại vì ai cũng vậy mà anh, đâu phải là con trai là không được khóc đâu. Đúng rồi, cái đáng sợ là khóc không được á. Sợ đúng lắm, nó bị dồn nén trong lòng á. Vậy ví dụ trong một ngày mình ít nhắn tin cho bạn vì
công việc nào đó hay là bỏ bê bạn, thì bạn có nghĩ là mình lăng nhăng hay là làm việc gì khác bỏ quên bạn hay không? Không, cái chuyện đó là quá bình thường. Tại vì ai cũng có công việc riêng, đều có bận riêng. Chỉ cần nhắn một tin nhắn là ờ anh bận, khi nào anh rảnh thì anh sẽ nhắn tin lại cho em. Ok, bọn hiểu bình thường, không sao hết. Vậy ví dụ như là mình làm về nghệ thuật, đôi khi mình đi dự tiệc hay là đi diễn những show mà mình phải đi với những người mẫu đẹp hơn bạn, trong khi đó phải nắm tay hay là làm gì đó, thì bạn có phải ghen tị không? Mình nghĩ là nếu mà mình tin tưởng bạn trai mình thì cái chuyện đó là quá bình thường rồi. Tại vì mình cũng bên nghệ thuật mà, mình cũng phải có show này kia, mình diễn thì mình cũng phải có nắm tay hoặc là này kia để diễn với bạn. Có đó là quá bình thường, không sao hết. Ok. Tại vì làm nghệ thuật mà anh, cho nên là mấy cái chuyện đó là không có thể nào tránh khỏi được. Rồi, thời gian ca đội cũng đã khép lại rồi. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cầm điện thoại lên. Và đặc biệt danh dành cho bạn Tú Ni. Ken cũng sẽ đặc biệt danh cho Ni nha. Mọi người sẽ nhìn nhận về cô gái Tú Ni dễ thương đáng yêu này như thế nào đây. Đây là một trong những yếu tố để cho bạn Ken tham khảo. Và bây giờ sẽ là những cái tên ấn tượng mà mọi người dành tặng cho Tú Ni. Thiên Nga Đen. Wow, nghe như là một nhân vật rất quan trọng trong một vở Cái Chết Của Con Thiên Nga. Thiên Nga Đen, một trong những hình tượng rất là đẹp đấy em. Và bây giờ sẽ là tên gọi thứ hai. Chân Dài Miên Man. Wow, ghê thiệt. Cũng đúng mà. Chân quấy nó dài, nó cao hơn mét 7 luôn mà. Và bây giờ sẽ là tên gọi thứ ba. Mạnh ghép định mệnh luôn. Giờ đúng thiệt. Lời nhắn nhủ. Đây là một lời khẳng định luôn á. Cô ấy là mạnh ghép định mệnh của Ken hay của ai đó. Nhưng mà đây chỉ là ý kiến của một, hai người thôi. Bây giờ là tên gọi của Ken dành cho bạn Tú Ni. Tú Ni mạnh mẽ. Đơn giản. Tại sao bạn đặt tên này? Bạn ấy là một người mạnh mẽ trong chuyện tình cảm cũng như là sự nghiệp, cho nên em đặt Tú Ni mạnh mẽ. Là cái chuyện mà cô ấy chủ động cua người ta hả? Dạ đúng rồi. Rồi lúc chia tay là bị người ta đá hai em, hay em chủ động nói chia tay với người ta luôn? Em. Em luôn. Vậy cái tên này đúng với em quá. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy lắng nghe lời tư vấn của khán giả. Mọi người sẽ cầm điện thoại lên và tư vấn cho bạn Ken biết được rằng là Tú Ni có nên được trao cơ hội bước vào vòng trong hay không. Xin mời. Năm cô gái chúng ta đã tạm biệt một người rồi. Bây giờ người thứ hai đây. Có phải là lời chúc mừng hay sẽ là lời tạm biệt dành cho Tú Ni hay không? Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngôi sao tình yêu bao nhiêu phần trăm nào? Hơi thấp. Chỉ có 30% thôi. Bạn cảm thấy như thế nào khi mà mọi người chỉ dành cho bạn 30% thôi? Cũng có một chút xíu là buồn. Hơi thất vọng đúng không nè? Dạ đúng rồi. Tự tin lên. Bao nhiêu triệu người ngoài kia không quan trọng, là đối tượng mình đang chinh phục nhé. Tự tin lên. Và tự tin hơn nữa, khi bạn có 30% là nói không, 70% ủng hộ bạn. Chúc mừng Tú Ni. Cảm ơn. Làm cô bé nổi da gà hết trơn rồi. Bình tĩnh nha em, chứ vị trí đó mà bị ngất xỉu, té xuống kỳ lắm. Dạ. Rồi, bây giờ bình tĩnh nè. Ken hít một hơi thật sâu. Điềm tĩnh, nhớ lại những gì chúng tôi đã chia sẻ. Một khi đã đưa ra quyết định là không thay đổi được. Có không giữ mất sao tìm. Hồi hộp quá, trời ơi, không biết kết quả sao luôn. Hồi hộp ghê luôn. Diễn đi. Câu trả lời là có hay không? Có hay không nói đi. Yêu hay không yêu, nói một lời. Có. Đồng ý. Chúc mừng tôi đi. Yeah, tuyệt vời. Một tay lớn đó mọi người ơi. Yeah. Chưa gì thấy là gương mặt nè, rồi cái tên gọi cũng khá là hợp. Candy.